Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều hạnh phúc. Hôm nay Long chia sẻ chủ đề là có nên vay ngân hàng trong thời gian 35 năm hay không? Thì câu trả lời là không nên. Mọi người không nên vay ngân hàng trong thời gian 35 năm. Long sẽ đưa ra một cái thí dụ như thế này, có nghĩa là ví dụ như là năm 2010 chúng ta vay ngân hàng 400 triệu với lãi suất 4 đến 5% thì tầm 0,43%, khoảng tầm 0,4 mấy phần trăm gì đó, thì chúng ta sẽ trả đều đặn mỗi tháng cho ngân hàng, thì chúng ta sẽ trả trong thời gian 35 năm đến 2035 thì chúng ta sẽ trả xong. Và chúng ta có biết không là khi tới năm 2035 thì chúng ta trả cái số tiền mà chúng ta phải trả trong 35 năm đó là hơn 800 triệu. Có nghĩa là chúng ta chỉ vay 400 nhưng chúng ta trả đến hơn 800 triệu. Thì ví dụ như một ngôi nhà mà chúng ta mua là 400 triệu mà chúng ta phải trả đến hai ngôi nhà, nghĩa là một ngôi nhà chúng ta mua và một ngôi nhà chúng ta tặng cho ngân hàng. Vì vậy thì mọi người không nên là vay trong thời gian quá dài để mà trả lãi ngân hàng. Thường thì ngân hàng nó sẽ dùng những lời ngon tiếng ngọt để rót mật vào tai của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là mình vay trong thời gian 35 năm thì mỗi tháng chúng ta trả rất là ít, mỗi tháng chúng ta trích lương ra thì trả tầm cái số tiền nó không bao nhiêu, cho nên chúng ta nghĩ rằng như vậy là chúng không có bao nhiêu nên chúng ta cứ vay vì chúng ta mua được ngôi nhà đất. Nhưng thực ra là chúng ta đang nuôi ngân hàng, chúng ta đang mua một ngôi nhà mà thành mua hai ngôi nhà, tặng cho ngân hàng một ngôi nhà. Vì vậy thì theo Long nghĩ thì mọi người nên vay trong thời gian càng ngắn càng tốt, trả trả nợ càng sớm càng tốt. Ví dụ như chúng ta vay trong tầm khoảng 2-3 năm gì đó là được, bởi vì vay thời gian càng lâu thì chúng ta trả nợ ngân hàng càng nhiều và chúng ta không biết được sự biến động của thị trường cũng như cái chu kỳ kinh tế hay này nọ, mọi thứ nó không chắc chắn để chúng ta có thể vay ngày một thời gian quá dài như vậy. Và khi chúng ta nghĩ, có một số mọi người nghĩ rằng chúng ta vay ngân hàng trong thời gian mọi người nghĩ rằng chúng ta vay ngân hàng trong thời gian lâu như vậy thì 35 năm và cái người trả ngân hàng là cái chúng ta mua một ngôi nhà và ngôi nhà đó nó có thể cho thuê được và người cho thuê đó người ta sẽ trả tiền lãi cho ngân hàng hàng tháng. Nhưng mà chúng ta có biết rằng liệu chúng ta quản lý được cái nhà đó hay không, tốt hay không, chúng ta cái người mà người ta thuê nó có đều đặn hay không, hàng tháng đều có người thuê thì chúng ta có tiền để trả ngân hàng hay không. Và nếu như mà có tiền đi chăng nữa thì chúng ta vay thời gian quá dài như vậy thì thật sự rất là không tốt, rất là nguy hiểm. Và cái tiền mà chúng ta trả ngân hàng thì nó thật sự là chúng ta đang nuôi ngân hàng. Vì vậy thì theo Long nghĩ thì mọi người không nên vay trong thời gian quá dài như vậy. Và nếu như mọi người vay trong thời gian quá dài mà mọi người mua đất nhà mà để đó trống không khai ở thì thật sự nó cũng là một cái tiêu sản mà chúng ta không có nguồn thu nhập hàng tháng nữa, thì nó lại thật sự là chúng ta đang đi làm để kiếm tiền, sau đó nuôi ngân hàng rồi tặng cho ngân hàng thêm cái nhà này đó mọi người. Cho nên mọi người phải chú ý nha, thì đừng có bị sập cái bẫy tài chính này trong thời gian cái bẫy mà cái ngân hàng nó sắp sẵn cho mọi người và nó dùng những lời ngon tiếng ngọt. Khi mọi người mua một cái nhà xong, cái nhà đó giá đất tăng rồi, cái nhà đó tăng giá rồi, ngân hàng lại tiếp tục rót mật vào tai mọi người, sẽ nghe được những lời đường mật, ví dụ như là giá đất tăng rồi, nhà của mình tăng rồi đó cô, chú ơi, hoặc là gì đó, anh chị thấy không, cái nhà đất mình mới mua mà nó đã tăng giá rồi, bây giờ anh chị có vay thêm 35 năm nữa đi mua một cái nhà đất khác hay không, vay thêm 35 năm nữa anh chị nha. Rất là nhiều những cái lời lẽ để mà thuyết phục chúng ta vay trong thời gian 35 năm, nhưng chúng ta vì những chúng ta có thích bị mỗi tháng hay bị ngân hàng nó gọi nó nhắc nợ hay không, tháng nào chúng ta phải lo trả nợ, lúc nào cũng ngân hàng cũng nhắc trước, nhắc chúng ta gọi chị ơi sắp tới ngày đóng
trả lãi rồi chị ơi, này nọ, chị sắp xếp thời gian ra trả lãi cho ngân hàng nha chị, này nọ mọi thứ. Nói chung là chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc khi chúng ta vay nợ quá nhiều, cũng như là chúng ta dùng đòn bẩy tài chính một cách sai. Nếu chúng ta dùng đòn bẩy tài chính mà đúng và nó là cái nợ tốt thì rất là tốt, còn nếu như nó là nợ xấu thì thật sự là nó không tốt. Nhưng vay thì chúng ta có thể vay ngân hàng bằng nợ tốt, là chúng ta mua nhà đất để chúng ta cho thuê, và cái lãi ngân hàng được cái người thuê nhà người ta trả. Nhưng mà chúng ta không nên vay thời gian quá dài, tầm 2 đến 3 năm thì là tốt. Chúng ta có thể bằng cách nào đó chúng ta sẽ trả ngân hàng trong thời gian sớm nhất để chúng ta không phải nợ ngân hàng trong thời gian quá dài. Đó là những chia sẻ của Long, mong mọi người sẽ không bị sập bẫy cái bẫy tài chính này nha.